Chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Chúc mọi người có một ngày Giáng sinh thật là an lành, Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người. Hôm nay mình sẽ đi đào cái hầm kho báu thứ 25 nhé. Hầm kho báu thứ 25 của chúng ta nó sẽ nằm ở khu vực gọi là khu vực cánh đồng nhé mọi người. Mọi người xem video xong thì có thể cho mình xin một like, một lượt theo dõi trang nhé. Cảm ơn mọi người. Giáng sinh vui vẻ nha mọi người ơi. Đây. Đây chính là địa điểm kho báu của chúng ta ngày hôm nay. Em. Rồi, mình tiếp. Đâu rồi nhỉ? Thằng ôn dịch kia, cứu mình với bạn ơi. Đây, hầm kho báu hôm nay của chúng ta nó sẽ nằm ở ngay khu vực này nhé, ngay chữ cánh đồng nè mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Chúc mọi người có một ngày Giáng sinh vui vẻ nha và gặp nhiều may mắn nha mọi người ơi. Mọi người xem video thì cho mình một like, một lượt subscribe nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình là Huy Ca, Facebook của mình là Smart Channel nhé. Bye bye, cảm ơn mọi người nha. Bye bye, subscribe. Mình có thể sẽ không sống được nữa rồi. Tụi này nó tới nó giết mình rồi đó mọi người ạ. Để mình đã khỏi, để sẽ sanh chín với tụi này như thế nào nhé. Cố gắng lên, cố gắng lên. Tới đây ta sẽ sanh chín với tụi mày. Mày tới đây. Bạn gì đó ơi, cho mình mượn cây pha mát đấy. Ừ, chết, chạy chạy đó bạn ơi. Ngon lắm, ừ thì ngon lắm, đúng rồi. Để mình sẽ trả thù cho bạn, bạn yên tâm, mình sẽ trả thù cho bạn. Thôi chết luôn rồi. Thôi kệ tụi nó đi, không sao đâu. Cho nó một phiếu reward thôi mọi người ơi. Kéo tâm nữa bị ghê chứ. Ok, bye bye mọi người nha. Mọi người nhớ nha, nhớ theo dõi nha. Bye bye, subscribe, hello, bye bye.